Chào mừng các bạn đã quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. Huấn luyện viên Tuchel bật đèn xanh cho MU. Erik ten Hag là huấn luyện viên tệ nhất lịch sử đội bóng. MU kiếm bộn tiền nhờ Sancho. Huấn luyện viên Tuchel bật đèn xanh cho MU. Thomas Tuchel được cho là rất quan tâm đến việc trở thành huấn luyện viên của Manchester United vào hè này nếu Quỷ Đỏ chia tay Erik ten Hag. Theo Telegraph, huấn luyện viên Tuchel có động thái gần gũi với Manchester United những tuần gần đây. Tờ báo Anh thông tin thêm rằng chiến lược gia người Đức thể hiện mong muốn được làm việc với đội chủ sân Old Trafford nếu có một vị trí tuyển dụng. Bayern để mất chức vô địch Bundesliga vào tay Bayer Leverkusen, đội bóng vẫn bất bại trên mọi đấu trường, nhưng ít nhất hùng xám xứ Bavaria vẫn lọt vào bán kết Champions League. Vì vậy, trên cương vị huấn luyện viên, Tuchel vẫn là cái tên được nhiều đội bóng săn đón sau khi rời Bayern. Giá trị của nhà cầm quân 50 tuổi vẫn rất cao. Hồi tháng 2, Bayern xác nhận huấn luyện viên Tuchel sẽ rời câu lạc bộ sau khi mùa 2023-24 kết thúc với lý do tái tổ chức thể thao, là một phần quan trọng trong quyết định của đội bóng. Trong khi đó, sau thành tích chạm đáy ở mùa giải 2023-24, đỉnh điểm là trận thua thảm hại 0-4 của Quỷ Đỏ trước Crystal Palace. Mọi công việc và động thái của Ten Hag tại đội chủ sân Old Trafford đang được giám sát một cách chặt chẽ. Manchester United hiện tụt xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Premier League trong bối cảnh mùa giải chỉ còn chưa đầy 2 tuần và có nguy cơ đối mặt với thành tích tệ nhất kể từ năm 1990, thời điểm họ đứng thứ 13. Bên cạnh huấn luyện viên Tuchel, nhà cầm quân người Anh Gareth Southgate cũng là một trong số những ứng viên tiềm năng dẫn dắt Quỷ Đỏ nếu Ten Hag rời đi. Cũng theo Telegraph, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Anh được các cổ đông mới của United là Ineos ngưỡng mộ. Erik ten Hag là huấn luyện viên tệ nhất lịch sử đội bóng. MU của huấn luyện viên Erik ten Hag đứng trước nguy cơ kết thúc giải Ngoại hạng Anh với thứ hạng thấp nhất lịch sử. Sáng ngày 7 tháng 5, MU phải nhận thất bại đáng quên 0-4 trước Crystal Palace tại giải Ngoại hạng Anh. Trận đấu khép lại, làn sóng yêu cầu sa thải huấn luyện viên Erik ten Hag lại bùng lên. Một số chuyên gia dự đoán vị chiến lược gia người Hà Lan khó giữ ghế sau mùa hè này. Mùa trước, Ten Hag từng mang đến cho người hâm mộ niềm tin khi cùng Quỷ Đỏ vô địch cúp liên đoàn cùng vị trí thứ 3 tại Ngoại hạng Anh để giành quyền tham dự cúp C1 mùa này. Bên cạnh đó, Ten Hag bỏ túi 30 chiến thắng chỉ sau 50 trận đầu tiên tại giải đấu số 1 nước Anh, thành tích trong lịch sử chỉ duy nhất một Pep Guardiola. Cũng vì lẽ đó, fan có thể phần nào không thông cảm cho thất bại lịch sử 0-7 trước Liverpool. Dù vậy mùa này, chẳng còn ai có thể đứng về phía Ten Hag kể từ khi hạng đấu cao nhất của nước Anh được đổi tên thành Premier League, Ngoại hạng Anh vào năm 1992. Chưa bao giờ MU lại thi đấu bết bát như hiện tại. Họ đang đứng thứ 8, nhận số trận thua kỷ lục, đạt hiệu số -3, điểm số. Nếu không thể cải thiện thành tích ở 3 vòng cuối, MU của Ten Hag có nguy cơ kết thúc mùa giải với số điểm thấp kỷ lục. Vậy cụ thể, MU mùa này đã bết bát đến thế nào? Những trận đấu chật vật. MU bước vào mùa giải với vị thế của một đội bóng lớn. Thế nhưng, trong xuyên suốt mùa giải, đội chủ sân Old Trafford gần như không thể thể hiện được sức mạnh của một ứng cử viên. Chỉ 4 trận tại Hoàng Anh mùa này, MU thắng đối thủ với cách biệt từ 2 bàn trở lên. Ở các giải đấu cúp, MU cũng chỉ có 3 lần làm được điều này, trước Crystal Palace tại cúp liên đoàn, trước hai đội hạng dưới Wigan và Newport tại FA Cup. Thiếu bản lĩnh. Không ít lần, MU thi đấu tốt quãng thời gian đầu trận trước khi ném đi toàn bộ lợi thế của mình, điều mà những Man City hay Arsenal gần như không mắc phải này. Tại Ngoại hạng Anh, MU từng dẫn Chelsea với tỷ số 3-2 ở phút bù giờ thứ 9, nhưng bằng cách nào đó vẫn thua 3-4 chung cuộc. Ở cúp C1, MU từng dẫn 2-0 trước Copenhagen, nhưng sau cùng thua chung cuộc 4-3. Quỷ Đỏ cũng đánh mất lợi thế 3-1 trước Galatasaray để chỉ có một điểm ra về. Chính hai kết quả này góp phần khiến MU bị loại muối mặt với vị trí cuối bảng. Chưa dừng lại tại bán kết cúp FA, MU dẫn 3-0 sau 70 phút bóng lăn trước đội hạng dưới Coventry City nhưng lại bị gỡ hòa 3-3. Sau cùng, Quỷ Đỏ phải chật vật giành chiến thắng trên loạt luân lưu. Trao Fraser Time cho đối thủ. Dưới thời huấn luyện viên Sir Alex Ferguson, MU nổi tiếng là đội bóng bản lĩnh, không ít lần giành được chiến thắng quyết định ở phút bù giờ. Vì thế, cụm từ Fraser Time, tạm dịch khoảng thời gian của Ferguson được ra đời. Thế nhưng, đoàn quân của Ten Hag không thể thể hiện được tinh thần thép như những người tiền bối. Trái lại riêng mùa này, MU đã 3 lần để đối thủ giành chiến thắng bởi bàn thắng trong phút bù giờ. Bên cạnh Chelsea, MU phải nhận điều tương tự trước Arsenal và Fulham. Trong trận đấu với Brentford hồi đầu năm, MU từng ghi bàn mở tỷ số ở phút bù giờ thứ 7, nhưng chỉ ít giây sau đã để đối thủ gỡ hòa. Kết quả khó chấp nhận tại cúp C1. Những lá thăm đưa MU vào bảng đấu không quá khó tại cúp C1 mùa này. Ngoại trừ Bayern trội hơn,
đoàn quân của huấn luyện viên Erik ten Hag chỉ phải đối mặt với hai đội bóng bị đánh giá yếu hơn nhiều là Galatasaray và Copenhagen. Thế nhưng, MU chẳng những không thể đi tiếp, còn bị loại với vị trí cuối bảng, đồng nghĩa không thể dự Europa League. Sau 6 trận, MU chỉ có 4 điểm và để thua đến 4 trận. Ngoài ra, MU còn phải nhận 15 bàn thua. Trong lịch sử tham dự giải đấu, không có đội bóng Anh nào bị chọc thủng lưới nhiều như thế tại vòng bảng. Số bàn thắng ít ỏi. Mùa 2022-2023, MU của Ten Hag chỉ ghi được 58 bàn tại Ngoại hạng Anh, con số thấp thứ hai lịch sử. Vì thế, đội bóng đã chi 74 triệu euro để mua về chân sút Rasmus Højlund. Cầu thủ người Đan Mạch có thể đóng góp tích cực cho lối chơi nhưng khả năng ghi bàn chưa như kỳ vọng. Sau 27 trận ở Ngoại hạng Anh, cầu thủ 21 tuổi có 8 bàn, 2 kiến tạo. Tiền đạo Marcus Rashford cũng mất phong độ. Mùa trước, tuyển thủ Anh ghi 30 bàn trên mọi đấu trường nhưng đến lúc này của mùa giải mới chỉ có 8 pha lập công. Hệ quả, MU chỉ có 52 bàn tại Ngoại hạng Anh trong bối cảnh chỉ còn 3 vòng nữa. Số trận thua kỷ lục. Dưới thời Sir Alex, MU chưa bao giờ thua quá 9 trận trong một mùa tại giải vô địch quốc gia. Sau khi ông nghỉ hưu, MU thi đấu trồi sụt nhưng tệ nhất cũng chỉ là thua 12 trận một mùa dưới thời David Moyes. Tuy nhiên mùa này, MU đã thua đến 13 trận. Từ giờ đến cuối mùa, MU còn phải đón tiếp một Arsenal đang hừng hực khí thế đua vô địch, một Newcastle khát khao giành vé châu Âu cùng đối thủ khó chịu Brighton. Không bất ngờ nếu 13 chưa phải là con số cuối cùng. MU kiếm bộn tiền nhờ Sancho. Việc Dortmund lọt vào chung kết Champions League mùa này giúp Manchester United hưởng lợi. Times đưa tin MU chắc chắn nhận trọn vẹn số tiền 3,5 triệu euro, tương đương 3 triệu bảng từ Dortmund sau khi câu lạc bộ nước Đức lọt vào trận đấu cuối cùng của Champions League mùa này. Thậm chí, nếu Dortmund vô địch Champions League, MU có thể nhận thêm 1 triệu euro nữa, theo giao kèo giữa đôi bên hồi đầu năm. Trước đó, Sancho cũng giúp Dortmund chắc chắn cán đích trong top 5 Bundesliga, qua đó dự Champions League mùa tới. Hồi tháng 1, Dortmund mượn Sancho tới cuối mùa 2023-24 nhưng chỉ trả một phần tiền lương của cầu thủ. Câu lạc bộ nước Đức cũng không có điều khoản cho phép họ mua đứt cầu thủ. Sancho còn hợp đồng với MU đến tháng 6 năm 2026 với mức lương hơn 350.000 euro trên một tuần, cao hàng đầu ở câu lạc bộ. Xét về mặt tài chính, MU có thể hài lòng với thương vụ cho mượn này, nhưng khi giá trị của cầu thủ tăng trở lại sau giai đoạn ảm đạm hồi đầu mùa, Quỷ Đỏ ước tính tiết kiệm được khoảng 12 tới 15 triệu euro tiền lương của cầu thủ. Nếu để Sancho ở lại MU trong giai đoạn lượt về của mùa giải, mọi thứ chắc chắn tồi tệ hơn khá nhiều. Sancho cũng là cầu thủ thuộc biên chế MU đầu tiên kể từ năm 2011, lọt vào chung kết một trận Champions League.